Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẹo vặt trên các dòng TV Smart của Sony. Đối với dòng TV có hỗ trợ chức năng giọng nói thì nó có một tính năng rất là hay. Khi mà các bạn xem YouTube, các bạn có thể tắt đi cái màn hình TV nhưng mà mình vẫn nghe được cái âm thanh của đoạn video mình xem trên YouTube. Bằng cách này thì các bạn có thể mình mở những cái video tổng hợp âm nhạc, mình có thể nghe nhạc và mình tắt đi cái màn hình. Thứ nhất, nó sẽ giúp cho cái TV của mình đảm bảo hơn về cái tuổi thọ của màn hình, và thứ hai là tiết kiệm điện hơn cho mình nữa. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước chi tiết. Đầu tiên các bạn vào YouTube giúp mình nhé. Rồi, sau khi các bạn vào YouTube thì các bạn chọn cho mình một đoạn video mình yêu thích. Ở đây mình sẽ mở một đoạn video bất kỳ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thưởng thức những cái bản nhạc mà mình yêu thích. Tuy nhiên mình không cần phải mở màn hình lên, thì mình sẽ làm thao tác sau. Đầu tiên các bạn giúp mình cầm ký remote lên nhé. Đây, ở trên remote nó có nút, có cái nút là Action Menu các bạn ạ. Action Menu, thì các bạn bấm vào nút Action Menu giúp mình nhé. Rồi, ở trong đây nó sẽ có cái mục đầu tiên trên menu sổ xuống, đó là tắt hình. Thì các bạn chọn cho mình cái mục tắt hình. Ngay lập tức màn hình của TV nó tắt xuống, nhưng mà mình vẫn có thể nghe được âm thanh và các bạn có thể tăng giảm âm lượng được. Rất là hay đúng không các bạn? Và sau đây mình đã vừa hướng dẫn các bạn cách tắt màn hình khi mà xem YouTube. Cảm ơn các bạn.